Thưa quý vị và các bạn, trong một tháng cao điểm ta quân trấn áp tội phạm, các lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện bắt giữ 48 vụ vận chuyển, tàng trữ với gần 500 kg pháo các loại. Điển hình vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh bắt đối tượng đa có hành vi buôn bán hàng cấm. Qua kiểm tra, phát hiện 48 khối hộp chữ nhật bên trong chứa pháo hoa nổ với tổng khối lượng là 58 kg. Tương tự như vậy, từ ngày 9 tháng 1 Đến ngày 15 tháng 1, Công an huyện Quế Châu bắt giữ hai vụ với 36 kg pháo nổ. Trước đó, Công an huyện Phục Cử phát hiện bắt giữ hàng chục kg pháo nổ tự chế. Như vậy, sau một tháng giao quân, toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 48 vụ với 55 đối tượng vi phạm pháp luật như vận chuyển, tăng trữ, sản xuất pháo các loại, đã khởi tố 30 vụ, 34 bị can, xử lý hành chính 6 đối tượng từ nay đến tết nguyên đán loại hình vi phạm pháp luật này còn gia tăng và diễn biến phức tạp các lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý